Cây sa nhân là gì? Cây sa nhân có tên khoa học Amomum santioides thuộc họ gừng. Sa nhân mọc tự nhiên dưới các tán rừng, được người dân Thu Hải khai thác khi quả chín. Tại Việt Nam hiện nay có khoảng 16 loài sa nhân khác nhau, trong số đó có 3 loại sa nhân được trồng phổ biến, cho năng suất cao và chất lượng khá tốt. Sa nhân xanh, sa nhân đỏ quả chín khoảng tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Sa nhân tím thu hoạch quả chín vào mùa đông và hè. Cây sa nhân tự nhiên tại Việt Nam phân bố trên diện tích rất rộng, từ vùng bảy núi thuộc tỉnh An Giang, thuộc đồng bằng Nam Bộ vĩ độ 8 độ Bắc cho đến tận những tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc, huyện Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng nằm ở vĩ độ 23 độ Bắc. Nhiều người còn tìm thấy sa nhân cũng mọc tự nhiên ở vùng đồi cho đến các vùng cao nguyên như Mộc Châu, Sơn La, Tây Nguyên, Đồng Văn, Hà Giang, cho đến tận các vùng núi cao trên 1.000 mét trên mặt biển. Nhưng trong số đó, sa nhân phân bố tập trung nhiều ở các vùng có độ cao dưới hoặc bằng 800 mét và có lượng mưa trung bình mỗi năm từ 1.500 đến 3.000 mm. Cây ưa đất tốt, giàu mùn, đạm và kali. Cây sa nhân là thuộc loại cây thân thảo sống lâu năm, mọc thành từng khóm nhỏ. Thời điểm thu hoạch sa nhân lý tưởng nhất trong năm là vào mùa thu khoảng tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Hạt thu được đem sấy khô hoặc phơi khô. Vào lúc này cũng chính là mùa mưa nên việc làm khô sa nhân rất vất vả, dễ gây ẩm mốc hỏng và không đảm bảo chất lượng. Vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo một chiếc máy sấy quả sa nhân rất hiệu quả. Việc làm khô quả sa nhân chưa bao giờ dễ đến vậy. Bạn chỉ cần cho sa nhân mới thu hoạch vào máy rồi nhóm lo bật máy lên, đồng hồ nhiệt độ giúp bạn kiểm soát nhiệt độ một cách dễ dàng không sợ quá nhiệt. Đặc biệt máy có chức năng sấy đảo chiều gió nên bạn không cần phải đảo.